Cách đây 7 năm em cũng có chia tay với vợ, đi làm về á, cái lúc xem thực sự xong thì hai người rảnh rỗi với nhau, thì cô nó không có cái nói chuyện, muốn nói chuyện thì cô không nói chuyện, nhưng mà lúc 11, 12 giờ, 1 giờ sáng cô gọi lại nói chuyện. Có những khi mà cô nói chuyện nhiều quá mà lúc sáng đi làm á, mà lái xe đi mà không dám mở máy lạnh, phải hạ cửa kính xuống để chạy đi, rất nguy hiểm. Sợ buồn ngủ. Đúng rồi, chính xác. Cô nói chuyện lúc 1 giờ đêm, 2 giờ đêm. Vâng. Em dành rất là nhiều thời gian để chơi thể thao, 9:30 10 giờ em mới về. Thì điều đấy thì ảnh hưởng tới quyết định của anh như thế nào nếu giả sử như mình hẹn hò? Dưới 12 giờ được, em khoảng tầm 10 giờ được rồi. Một lần, hai lần sẽ được. Nhưng mà nhiều lần thời gian cũng rất mệt. Dạ. Nên là anh phải lo cho, nói chung là tính mạng của anh trước đã. Anh phải lo cho, nói chung là tính mạng của anh trước đã. Diu Man Gel, thuốc dạ dày chữa y, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Mình giới thiệu mình là Nguyễn Hữu Dương, năm nay 43 tuổi. Giám đốc công ty nội thất Trương Dương. Công ty thì trước ở Sài Gòn nhưng bây giờ chuyển về Thanh Hóa, nhưng bây giờ vẫn làm thì chứ vẫn Sài Gòn, Thanh Hóa, Hà Nội thế nào. Nhưng mà ở chính là ở đâu? Công trụ sở chính ở Thanh Hóa. Rồi bây giờ mình giới thiệu về mình đi. Dạ vâng, em xin chào anh Quyền Linh và con xin chào cô Hồng Vân, cùng chào các anh chị khán giả ở trường quay. Em tên là Thủy, hiện đang công tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Em đến từ Quảng Bình và hiện đang sống tại Nhà Bè. Rồi, mình có điểm mạnh điểm yếu nào nói chuyện cho đàn gái nghe với. Dạ. Điểm mạnh của em thì biết giao tiếp, sống thật thà. Giám đốc là giao tiếp hết số 1 rồi. Mình biết, có biết nấu ăn này, làm việc nhà này. Chà, may quá, em cũng biết nấu ăn. Có điểm yếu gì không? Có điểm yếu thì cũng rất nhiều, nhưng mà sống cả nể. Nhiều khi sống với bạn bè rất nhiệt tình. Nếu mà đi nhậu về là say là ngủ hay ngáy. Ai cũng ngáy chứ, nó mời nhà gái. Bây giờ mình sẽ nói về mình chút xíu. Về bản thân thì em thấy em là một người khá năng động. Dạ, và tự tin. Về mặt giao tiếp tốt thì tính tình thì cũng một chút hài hước và cũng một chút nghiêm túc, rất là năng động, nên là dành rất là nhiều thời gian để chơi thể thao, làm những cái thuộc về sở thích của mình, như là đọc sách, đi cà phê với bạn bè, những sở thích của mình như là đi chạy bộ, những cái hoạt động thể thao ở ngoài trời. Dạ. Nói chung hai người đều năng động hết trơn. Bạn gái cho mình hỏi đi, chơi thể thao bạn chơi môn gì bạn gái? Môn yêu thích của em bây giờ là chạy bộ và boxing với lại là boxing dạ, với lại là đừng có lãng quạng nha. Không, nhưng mà em giống bao cát mà anh. Hả? Em giống bao cát. Bao cát đúng không? Dạ, chào chị Hồng Vân. Vâng. Anh yên tâm, chỉ có đừng có làm em nổi nóng thì sẽ không xem anh là bao cát đâu ạ. Thấy mệt rồi. Hồi hộp. Nhìn em như thế này lại giám đốc nữa. Tại sao em lại có mặt ở đây? Cách đây 7 năm em cũng có chia tay với vợ, có hai nhóc. Trước đây em ở trong này, nhà ở Vào Vấp. Bây giờ thì khoảng sau đến lúc hai vợ chồng chia tay thì em quay trở ra ngoài kia. Hai con ở với mẹ. Rồi chị... là mình chu cấp thôi, đúng không? Vâng, đúng ạ. 7 năm có một mối tình nào nữa? Có, nói chung là cũng có một mối tình thì được mấy tháng, xong thấy cô thực dụng quá thì chia tay. Thì thật ra là cô nó cũng không có gì cả, nhưng mà có một cái là không được là đi làm về á, cái lúc xem thực sự xong thì hai người rảnh rỗi với nhau, thì cô nó không có cái nói chuyện, muốn nói chuyện thì cô không nói chuyện, nhưng mà lúc 11, 12 giờ, 1 giờ sáng cô gọi lại nói chuyện. Có những khi mà cô nói chuyện nhiều quá mà lúc sáng đi làm á, mà lái xe đi mà không dám mở máy lạnh, phải hạ cửa kính xuống để chạy đi, rất nguy hiểm. Sợ buồn ngủ. Đúng rồi, chính xác. Cô nói chuyện lúc 1 giờ đêm, 2 giờ đêm. Vâng, chuyện thì bạn đó sống giờ múi giờ bên kia. Ừ, chào em gái. Chào anh. Dạ. À, dễ thương. À, em nghe cái đường tình duyên bên đây em cảm nhận thế nào? Em có một câu hỏi dành cho nhà trai được không rồi, ạ? Rồi, hỏi đi. Dạ vâng, anh có nói là bây giờ vợ và con anh đang ở trong thành phố Hồ Chí Minh và anh rất là thương hai cháu. Vậy thì tại sao anh lại quyết định chuyển ra ở ngoài Thanh Hóa, trong khi nó sẽ là gây cái trở ngại rất là lớn cho anh về cái việc là chăm sóc con cái ở trong này với chị ạ? Thật ra lúc đó thì công việc này em dạ vâng, nó cũng được không được thuận lợi. Ông bà già thì cũng có muốn hướng là quay ra, mình nghĩ thôi được để mà xa một thời gian đi. Cái tinh thần nó bớt căng thẳng đi. Lúc đó thì nói chung là khoảng 3-4 năm thì là mất lòng tin ở con gái. Vì vợ chồng với nhau mà lúc quay mặt là sẽ thành người dưng liền, không còn cái gì có tình cảm hết cả. Dạ, vậy thì nếu giả sử như lựa chọn giữa gia đình bố mẹ và tương lai con cái cùng với sự bình yên của vợ cũ để phát triển con thì anh ưu tiên lựa chọn cái nào hơn ạ? Vợ với lại bố mẹ thì anh không bao giờ anh đánh đổi là cái chuyện là đưa lên làm bàn cân cả. Vì là vợ là nó là ở góc độ khác. Còn bố mẹ là câu độ khác, bố mẹ mình là không có cái chuyện là mình so để xua sánh bất cứ ai một ai hết em ạ. Gái mình thì mình cũng không nên là ấy cả. Dạ còn vâng, em cảm ơn anh. Hai bạn sẽ gặp nhau để cùng trao đổi vấn đề đó. Cho anh hỏi bên nhà gái là mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Từ góc độ em chia sẻ của em thì bản thân em là một người khá cao. Nên em yêu cầu là bạn trai em phải là cao hơn mình. Bao nhiêu mét nhiêu nè? Hiện tại em đang cao khoảng tầm 1m6, đi dài vào nữa thì khoảng tầm 1m7, 1m7, 1m72. Bạn nam là phải 1m7 đúng không? Dạ đúng rồi.
một người biết chia sẻ với em. Em là người khá hướng ngoại. Nếu giả sử như không chia sẻ được mọi thứ trong cuộc sống mà cứ ấm ức để mọi thứ nó bị vỡ ra khi mình không chịu để nói chuyện với nhau, để hiểu ra và tìm ra vấn đề, thì nó rất là khó. Nhưng mà chia sẻ là ban ngày nha, cao lắm 10 giờ thôi nha. Dạ. Đó, rồi xong. Rồi, em có mấy mối tình? Chính xác thì là em yêu hai người. Người khoảng 3 năm từ thời sinh viên. Sau đấy yêu một người khoảng hơn 6 năm. Và dùng dành cho đến lúc mà em biết bạn có gia đình thì khoảng tầm 9 năm. Bạn nói với em đấy là bạn ấy muốn em không phải khổ. Vì bạn ấy thì cái lúc mà yêu nhau thì bạn đã biết là điều kiện hoàn cảnh cuộc sống của bạn là không có điều kiện bằng em. Bạn ấy nói là bạn ấy không sợ em khổ vì gia đình bạn nghèo. Chứ em á, cái mẫu hình lý tưởng của em á là như thế nào? Phụ nữ thì trông dễ nhìn một chút, đó là cái điều đầu tiên là để mà mình ấy. Phụ nữ nào cũng dễ nhìn, nó quan trọng mình có nhìn ta không. Cái thứ hai nữa là phải biết nói chung là có hiếu với bên nội bên ngoại. Người ta nói phúc đức tại mẫu mà. Nên là vợ là phải có cái đó là cái điều quan trọng nhất. Này em chỉ cần có vậy thôi. Chứ còn gia đình được rồi. Bên là trai đi với ai? Dạ đi với anh họ chị. Chào chị Hùng Vân, anh Quyền Linh. Còn anh cảm thấy là bạn gái bên này cũng xinh gái, năng động. Đấy, cho nên là hai em xem xét. Nếu mà được thì theo anh nghĩ là cố gắng có thể là mình có một cái quan hệ rồi dài dài. Sau này có thể là đến cái đoạn xa hơn ấy, mình tìm lại một nửa miếng ghép của đời mình. Dạ vâng. Thế vậy bây giờ em đi với ai? Dạ vâng, em đi với đồng nghiệp và nhân viên của em ạ. Con xin chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh, chào anh Dương. Thì trong quá trình mà làm việc với chị Thủy á, thì con thấy là ở công ty thì chị Thủy rất là mạnh mẽ, rất là cá tính. Tuy nhiên thì khi về nhà thì chị Thủy rất là đảm đang. Chị Thủy nói là chị Thủy không biết nấu ăn, nhưng mà thật ra là chị Thủy nấu ăn rất là ngon luôn. Sếp có giữ không con? Rất là quan tâm đến nhân viên luôn. Tuy nhiên thì là trong công việc thì cái gì sai là sai, mà cái gì đúng là đúng. Cá tính rất là quyết đoán luôn. Hỏi rào đi. Đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, suy giảm trí nhớ. Đã có hoạt huyết dưỡng não Nibifa, một sản phẩm của công ty cổ phần dược phẩm Ninh Bình. Vâng, em chào anh. Chào em. Vâng em. Này anh tặng em, nhưng mà cái này là 100 bông, nhưng đây chỉ có 199 bông. Dạ đó vâng. Em thấy bông cuối cùng ở đâu? Đông cuối cùng á hả? Đúng rồi. Em đoán được không ạ? Được, em đoán đi. Em nghĩ đấy là anh ấy. Không. Anh nghĩ chắc là em ấy chứ. Một bó hoa rất là đẹp luôn, 99 bông. Và một bông đó chính bông là em thiệt. Thật ra là cả em là người khá vụng về yêu cảm xúc của mình và yêu những cái sở thích của mình. Cho nên là em không chuẩn bị quà nó thiên về cái cảm xúc của em khá nhiều, chai rượu vang. Em hy vọng là nếu giả sử như mình có duyên với nhau, thì khi mà mình về với nhau ấy, thì nếu giả sử như những lúc mà mình giận nhau, thay vì ngồi để lại để cãi nhau, thì mình khui một chai rượu vang ra mình uống. Và mình khi có men rượu thì mình nói sẽ dễ dàng hơn. Anh cảm ơn em. Em hỏi trước đi. Anh có nói là anh cảm thấy khá phiền khi một người bạn gái gần đây là thường nói chuyện với anh sau 10, 22 giờ đêm gì đó. Bây giờ em có một cái sở thích đấy là chơi thể thao. Và em dành rất là nhiều thời gian để chơi thể thao. Thậm chí về đôi lúc đi làm về em không sẽ không vào bếp chuẩn bị bếp núc. Và cái việc đấy không phải là việc ưu tiên của em. 9 rưỡi 10 giờ em mới về. Thì điều đấy thì ảnh hưởng tới quyết định của anh như thế nào nếu chẳng sử như mình hẹn hò? Làm cái gì làm, nhưng mà cũng dưới 12 giờ được. Em khoảng tầm 10 giờ được rồi. Một lần, hai lần sẽ được. Nhưng mà nhiều lần thời gian cũng rất mệt, vì là mình có những lúc đi, anh đi rất nhiều, có thể là một ngày chạy mấy trăm cây số. Dạ, không vâng. Được, không có tài xế, là một mình phải đi, là nói chung là rất nguy hiểm. Dạ. Nên là anh phải lo cho nói chung là tính mạng của anh trước đã. Em là người luôn muốn được bạn đời mình chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống. Nếu giả sử những cái việc mà em luôn đòi hỏi cái sự chia sẻ đấy, nhưng mà anh đang mệt, nhưng mà em lại muốn là anh nói ra cái việc anh đang mệt để em chia sẻ với anh, nhưng mà anh thấy phiền. Cái việc đó nó sẽ ảnh hưởng đến như thế nào với anh nếu em là người như vậy? Đúng ra vợ chồng chia sẻ với nhau thì là cũng nên chia sẻ. Anh ghét nhất là những người nào giả dối. Vì dạ. Vợ chồng thật ra bây giờ có những thứ mình nói thẳng với nhau. Dạ, như vâng. Thế là tính của anh không ghen. Bây giờ em nói là em đi gặp bạn trai cũ, ok. Dạ. Hay là em đi gặp mà em dai mưa này khác là đó bình thường. Dạ. Nhưng mà em đi gặp về em nói với anh là đi gặp người khác là không được. Còn em đi gặp về bình thường không sao cả. Anh cũng có bạn, em cũng có bạn. Cái dạ, đó là rất bình thường, không gì cả. Tính anh về cái phần đó thì rất dễ giải. Quan dạ. trọng là tin nhau. Dạ vâng. Đúng không? Em mà đã yêu thương anh rồi thì chắc chắn em sẽ không làm việc gì có lỗi với anh cả. Dạ. Có điều tất nhiên, đúng không? Còn dạ. em mà đã làm có lỗi với anh thì em có yêu thương anh đâu, nên là mình có giữ không được. Dạ vâng. Dạ, nếu giả sử như là về mà em cảm thấy em không thích, em sẽ đi, em sẽ nói anh ơi, mình đi ra ăn ngoài đi, em lười nấu ăn quá.
tình huống đấy anh sẽ giải quyết như thế nào? Chế độ bình thường thôi, đi ăn thì đi ăn thôi chứ sao đâu. Rất đơn giản mà tự nhiên bây giờ em thích đi ăn thì anh cũng đi ăn như. Nếu đó, giả sử đoạn em. Dạ vâng, nếu giả sử những cái việc đấy nó chỉ xảy ra một tháng 2-3 lần thì nó không bị, nó rất là bình thường. Nhưng nếu giả sử nó xảy ra khoảng tầm 5-7 lần hay 9-10 lần nói thì chung là bây giờ nếu như mình cũng nên là đi làm về mệt rồi. Dạ. Nếu lúc nào mà cảm thấy nấu nướng được mình ăn thì nấu, không ra ngoài ăn, rất bình thường. Vâng, vậy thì anh nghĩ như thế nào về một người phụ nữ là nhuộm tóc màu rất là sáng, ăn mặc rất là sexy, móng tay thì luôn xanh đỏ tím vàng? Thật ra anh không có quan trọng gì bề ngoài cả. Nhưng mà miễn là sao là cho nó vừa phải được rồi. Đừng có ấy quá. Nhiều như thế nào được gọi là vừa phải hả? Tức là bây giờ em ra ngoài đường thì mặc kín đáo này khác đúng không? Còn tóc bây giờ em nhuộm nhiều màu thì mai mốt anh bao giờ nhuộm lại một màu. Em thương anh thì em nhuộm lại một màu chứ có gì đâu. Ồ, nhưng mà cái việc rõ ràng là em nhuộm tóc màu là cái việc mang cho em vui vẻ và hạnh phúc. Rồi tại sao em thương anh em phải nhuộm màu đen nhưng mà anh thương em, anh lại không để cho em chơi những cái này ạ? Thật ra anh nói với em này, nhuộm tóc nói chung là cái chuyện đó là sở thích của em. Dạ. Chứ không phải là một cái gì để mà nó cũng không to tát gì cả, đúng không? Nhưng bây giờ thì thật ra vợ chồng mà phải chia sẻ, cái đó là sự chia sẻ đấy em. Bây giờ như sở thích của bây giờ anh mô em như vậy là không được. Đúng không? Thì bây giờ nếu như thực sự mà em mà đúng thật sự là ấy vậy em ở, nếu vậy thì thôi thì em sẽ không làm theo những gì cho anh buồn. Dạ vâng. Đúng không? Cái đó là sự chia sẻ mà em. Dạ. Vậy hai thì người mà chia sẻ sẽ tới sáng luôn chứ không phải tới 1 giờ đâu. Đó, thấy nó giờ hơi căng hết rồi. Như em nghĩ sao nếu bây giờ mà bao giờ tiến tới hôn nhân? Em cần 3 tháng hẹn hò và sau 3 tháng sẽ xác nhận là có thể tiếp tục nghiêm túc hay không. Cái thứ hai, sau 3 tháng khi khoảng tầm 5 đến 6 tháng sẽ đi tới hôn nhân. Em muốn là cả hai người sống thật nhất có thể để hiểu được với nhau về đối phương. Nếu mà thí dụ yêu nhau thì là một đứa ở Thanh Hóa, đứa Thành phố Hồ Chí Minh sao đây? Kỳ tới này sang năm thì thật ra lại bây giờ em đang còn làm công trình ở dưới Bà Rịa Vũng Tàu. Em chuyên làm cho chùa. Đâm ra kỳ tới này công việc ở trong em cũng rất nhiều, em cũng sẽ làm mở chi nhánh ở trong Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy. Một khi mà muốn rồi cái cả tuần bay ra bay vào được, ok không sao cả. Giàu quá, nhà bác có điều kiện quá, bác bay ra bay không vào. Phải. Một nói tuần bảy ngày thì có mở. Đâu, bây giờ vé đang khuyến mãi chị ạ. Vé đang khuyến mãi. Bây giờ hai bạn tiến tới. Nắm tay nhau. Nắm tay nhau. anh thì hát không hay nhưng em hát đi. Em hát cũng không hay nhưng mà em hy vọng là anh sẽ thích bởi vì là nó là tình cảm của em. Rồi. Dạ vâng. Một ngõ vắng xôn xao nằm trong lòng phố lớn, một tiếng nói yêu thương cho lòng thêm tơ vương, một đám lá thu bay giặc vương đầy ngõ vắng, một chùm hoa trưa nắng xôn xao cả lòng tôi. Vì nắng mai nên mưa, gọi trưa hè loang nước, dù muốn nói với nhau nên nhìn nhau rất lâu. Chiều ngõ vắng xôn xao, có thêm bầy bé gái cùng nhảy dây khoe áo, răng hoa ngập hồn tôi. Em xin hết ạ. Rồi, quá trời. Em hát cũng không hay mà hát một chỉ một đoạn thôi. Giờ lại nắm tay em lấy kìa, tình khí. Yên tâm nha, đừng có run, em đang quá, ở bên anh run, mà. Run quá em đang ở bên anh. Run quá, không ấy, không hát được. Không còn con sông nước lên chào dâng bãi bồi, anh về thăm em khắp nơi như là biển khơi, chập chầm mái tranh nhô lên giữa ngọn chiều dâng. Thôi không hát nữa. Hát đó. Không bấm vì bất kỳ điều gì mà chúng ta chỉ bấm bằng trái tim của mình các bạn nhé. Sau 3 tiếng đếm nghe. 1 2 3 Hết thời gian. Hai người bấm cùng một lúc luôn á. Yes. Nắm tay nhau. Được rồi đó. Trời ơi. Tối nay hai bạn có thể uống hết chai rượu vang và có thể trò chuyện với nhau. Bây giờ trao nhau này, cái nụ hôn gọi là dặm mặt cái nè. Nè, hãy đến đây xin phép nhà gái nha. Gái khoái lắm, ngồi cười hoài rồi. Diu Man Gel thuốc dạ dày chữa y, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Rồi, mình chào tên bạn. Trần Bá Trường, năm nay 32 tuổi, hiện đang là kỹ thuật viên của Honda Việt Nam và đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Mô tô Hoàng Việt chi nhánh 4. Rồi quê em ở đâu? Em quê Hậu Giang. Em tên là Trần Thị Thảo Nguyên, em năm nay 30 tuổi, em là nhân viên kinh doanh tại thành phố Thủ Đức ạ. Rồi quê mình ở đâu? Dạ quê em ở Bình Thuận.
Trường có ưu điểm khuyết điểm gì? Em ưu điểm em thì hòa đồng, vui vẻ, nấu ăn ngon. Ngon không? Ngon. Món gì ngon nhất? Cháo gà. Cháo gà. Còn có cái điểm yếu nào không Trường? Em nghĩ tật xấu của em là chắc hay nhậu. Nhậu nhiều không Trường? Cũng tương đối, nhưng mà nhậu cũng chừng mực à, chứ không tới nỗi mà lầy lội lắm anh. Mà giờ mình bớt được không? Được chị. Nhưng mà có vợ thôi nha, về mà ngày một tuần nhậu 2-3 lần về là cũng mệt lắm á. Nó tốn tiền lắm em ơi. Nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm của mình nè. Dạ em thì ưu điểm của em là hay cười, có trách nhiệm với công việc và cũng quan tâm người khác. Dạ còn về điểm yếu của em là nóng tính. Dạ còn những cái khác thì cũng không có đáng kể được, chủ yếu là nóng tính thôi ạ. Nóng tính, mỗi lần nóng tính là em thể hiện nó như thế nào? Im lặng ạ. Ủa? Không ai nóng im lặng hết em ơi. Nói cho vui chứ nóng làm sao im lặng được. Dạ im lặng là để nói cái gì nó đúng hơn chút xíu. Trời ơi, im chuẩn lặng bị để thôi. Chuẩn bị đó, im lặng để nói cái gì nó tổn thương chút xíu đó. Thật ra cái đó là mệt lắm đó nha. Trời ơi, tôi tưởng bà nói bà nóng tính là bà hay đập đồ hay bà hay quýnh người đồ. Dạ quýnh người cũng đôi lúc chị. Trời đất ơi. Hả? Dạ cũng có chị. Cái hậu quả nặng nề nhất mà em đã từng sát thương người khác là như thế nào? Chưa có đổ máu chị ơi. Mới đánh sức đầu mẹ tráng thôi chưa có đổ máu. Tức là tổn thương phần mềm. Bây giờ để tôi qua tôi coi sơ sơ nhà gái sao mà nóng tính mà. Em chào anh. Trời ơi, người về mà nóng gì trời. Dạ nóng như kem luôn. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình. 2 mối hả? Dạ. Mối dài nhất nhiêu? Dạ mối dài nhất là 5 năm. Dạ thời đi học ạ. Dạ 5 năm dài lắm sao chia tay? Dạ đâu gặp nhau đâu ạ, cứ tính để thời gian để đó thôi ạ. Ủa là sao? Yêu xa hả cưng? Dạ yêu trước mặt nhà thôi ạ. Nhưng mà là kiểu như là thời học sinh á, từ thời cấp 3 cho tới giờ rồi, cái rồi vô Sài Gòn đi học thì cũng trong thời gian đó im lặng rồi thôi học. Đơn giản vậy đó hả? Dạ học trò mà. Rồi mối tình thứ hai đó? Dạ mối tình thứ hai là mối tình kết hôn ạ. Dạ kết hôn được bao lâu em? Dạ kết hôn em kết hôn từ năm 2017, đầu năm 2017 và tới 2018 là em ly hôn ạ. Có con chưa? Dạ có một bé 4 tuổi rưỡi ạ. Trai hay gái? Dạ bé gái. Chắc cũng nóng nảy quýnh chồng hay sao? Dạ đâu có. Mới nóng là gần đây thôi. Mới nóng gần đây hả? Dạ. Rồi không lẽ sao ly hôn xong nóng ta? Ừ. Mà có gì căng lắm mà phải ly hôn trong khi có đứa con 4 tuổi mấy dạ, rồi? Dạ thì do có người thứ ba. Dạ. Người thứ ba. Dạ. Thôi. Đó là tình hình bên nhà gái. Mà tôi nghĩ nhà gái xinh đẹp thế này chắc là nhà trai không bỏ qua được đâu. Đúng. Nóng à. Tôi thấy đẹp là tôi nóng rồi đó. Mấy mối thì lý thuyết thôi đó, như vậy. Nhưng mà thật sự tới là em chưa có mối tình nào gọi là chính thức hết. Chính em chị không qua, biết chị coi. Chính em còn không biết trả lời sao. Ủa nhìn cũng được lắm mà sao mà vắng que vậy? Chào em. Dạ chào chị. Trời giao diện được lắm chứ bộ. Quá được chứ bộ. Cũng mà sao mà vắng que về mặt tình cảm vậy? Em cũng không biết em sao nữa, tại em đổ lỗi cho duyên thôi. Chứ đổ lỗi cho lý do cho duyên thôi chứ em cũng không trả lời được tại sao mới. Có để ý ai không? Có chị. Rồi sao nữa, rồi sau cái câu chuyện mà mình để ý đó rồi mình làm cái gì nữa? Có làm cái gì tiếp theo không? Cũng có tấn công, cũng có chủ động vậy. Nhưng mà đôi lúc thấy không hợp, thấy hơi tính em hơi khó hay sao cái em tự động em lui. Em khó làm sao đây, em nói chị nghe. Đôi lúc em khó lắm. Em ví dụ em ở trong nhà thì nhà cửa phải sạch sẽ, gọn gàng. Đúng rồi, giống đâu như có ai vô được. Em tuy em sửa xe nhưng mà lối sống cứ như bộ đội vậy, phải gọn gàng, sạch sẽ. Còn nói về tình trường em cũng không hiểu tại sao tới giờ này em chưa có bồ. Phải, tại em khó quá đó. Sạch sẽ quá. Ai cũng không có làm cho em vừa lòng hết trơn á, đúng không? Mà chưa quen người ta sao biết người ta sạch sẽ hay người ta lượng thượng. Đúng không? Thì chắc cũng em không nghĩ là do em sạch sẽ quá mà không có bồ đâu. Em cũng không biết trả lời sao chứ. Chị nghĩ là em không biết em muốn cái gì. Cho nên là em không có bồ được. Em nghĩ là em biết em muốn cái gì chứ. Nhưng gì? Mà em không đúng đối tượng của em. Muốn gì? Hoặc là em chưa gặp đúng đối tượng của em. Vậy giờ đối tượng của em là như thế nào nè? Chuẩn chạc một tí. Đừng có con nít quá. Đừng có cằn nhằn nhiều quá. Ngoài cái cằn nhằn không thích nè. Rồi cái gì nè không thích. Như đôi lúc em cũng hơi nóng tính. Chết rồi. Bên kia cũng nóng tính. Bên đây cũng nóng tính. Nóng rồi sao?
hầu như mà không vừa ý em. Em cờ lê bỏ lết đồ có bay không? À không tới nổi gì đó chị. Cũng như ví dụ như mấy người em ở chung với em đi, miễn không vừa ý em hay là lợm thợm hay là không ngăn nắp, là chỉ cần em nhìn thôi là mấy người em nó biết à. Nóng mà nhà tôi nóng rồi đó. Tôi cũng thấy nóng bên đây rồi đấy ha. Rồi dạ. Trời ơi, em thí dụ bây giờ em nóng tính người kia nóng tính nữa, thì có bao giờ em gặp cái chuyện mà nóng với nóng gặp nhau chưa? Dạ rồi ạ. À. Rồi lúc đó sao? Cái tình hình em nó sao? Dạ rủ đi nhậu. Em rủ đi nhậu hả? Dạ. Được à. Hợp lý. À. Ông này cũng hay nhậu nè. Vậy đó, anh hỏi bên đây còn em hỏi bên kia coi là sao? Không, nhưng mà trong cái lúc nhậu thì nhiều khi là rượu vào lời ra nó sẽ có những cái nó bất cập xảy ra. Nhiều khi nó nóng hơn nữa đó. Ừ, nó nóng hơn nữa đó. Em thì lại khác, em thì nếu mà nhậu á thì thường là em vui vẻ mới nhậu, còn buồn buồn ít khi là em nhậu lắm. Giờ thí dụ hai người nóng tính hết nè, bên đây á là nóng, em cũng nóng luôn. Ừ. Nếu mà em thường em nóng tính quá thì em sẽ im lặng. Đó là mình kiềm im lặng. Bên đây cũng im lặng luôn hả? Rồi hai người im luôn tới chừng nào mới nói? À, đây là vấn đề hai người cần giải quyết với nhau nha. Đúng. Nhưng yên tâm, anh nghĩ cô gái bên đây dễ thương cũng xinh đẹp. Đúng rồi. Chắc chắn nó sẽ làm nhẹ lại cái nóng nảy của em. Bây giờ chị hỏi là đó là những cái em không thích. Dạ. Rồi những cái điều gì mà em thích ở một người phụ nữ? Chỉ cần bạn nữ cùng tiến cùng lùi với em là được. Nói chung là bạn nữ dịu dàng một tí, đừng có giống như con nít lắm thì được. Có dịu dàng con nít không em? Dạ dịu dàng nhưng không con nít. Em không thích điều gì ở người đàn ông? Ghét nhất? Càm ràm ạ. À. Càm ràm. Hai bên này nha, tôi thấy rất giống nhau nha. Ừ. Khi mà nóng lên thì sẽ im lặng không nói. Và cả hai đều có một đặc điểm nữa là không thích người càm ràm. Tức là không thích nói nhiều. Ủa đơn giản hợp nhau mà. Ông này không thích càm ràm, bà này không thích càm ràm, thì hai người đừng có càm ràm nhau. Đừng càm ràm nhau. Thoải mái rồi. Đúng, cái gì mà mình không thích tức là mình sẽ không làm. Đúng rồi, mình không làm. Vậy thì cái này hợp ngon nè. Lành. Ngon luôn. Rồi gì nữa cưng? Dạ không thích nhậu nhiều. Khó. Không, bên đây nói là bỏ, bên đây không phải là bỏ mà kiểu như khi mà có người để mà vui chơi sau giờ làm thì sẽ không có nhậu. Đúng đâu rồi. Thời gian đâu nhậu. Cái đó phải thoa thận nha. Trên thấy khi nhậu hơi nhiều đó. Nhà trai đi với ai? Dạ, hiện em đi với em người em bà con của em. Em tên là Thức, ở chung với anh Trường ạ. Anh Trường trong nhà thì tính tình rất vui vẻ, hoạt bát, sống hòa đồng, nhẫn nhịn em. Thấy còn chị bên đây anh thấy ngoại hình thì dễ nhìn nè, dễ thương đó. Mong anh chị cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn ạ. À. Anh gái đi với ai vậy? Dạ, dạ em đi với chị dâu em ạ. Em đánh giá như thế nào thì em dễ tương lai của em? Em thấy là có là thiện cảm ạ. Nhìn dạ. Mặt tiền rất là gọi là ok. Giao diện ngon lành. Giao diện ngon. Cô gái này cũng vậy, mình nhìn mình thấy có một sức hút và rất là dễ thương nhẹ nhàng. Mình chưa biết cô nóng thế nào thôi, nhưng mà nhìn vào cặp đôi thì rất là thiện cảm luôn. Thôi bây giờ thì cho hai nhà gặp nhau thôi. Thôi mở rào. Mở rào. Em có món quà tặng anh ạ. À, cảm ơn em. Dạ. Chắc em vô Sài Gòn này lâu chưa? Dạ em ở Sài Gòn từ năm 2010 tới giờ. Hiện tại con Duyên đang sống với em hay là sống bên nhà chồng? Dạ sống với em ạ. Dạ nhưng mà bé đang ở dưới Bình Thuận ạ. À sống bên ngoại. Dạ. Còn anh thì chưa có gia đình. Dạ. Bộ anh còn chưa có nên mới có gia đình. Dạ anh có ngại quen một người mẹ đơn thân như em không ạ? Không, anh thì không ngại. Dạ. Thường thì anh hơi khó tính lắm, không biết em có chịu được không? Dạ, em cũng khó ngăn ngửa anh á. Anh cũng không biết nói gì nữa, nhưng mà sau cái chương trình này nếu mà bấm nút có thể là cuộc đời nó sẽ thay đổi qua trang khác à. Dạ dĩ nhiên là thay đổi rồi anh. Nghĩ em thì sao anh chưa phát nói được, nhưng mà anh chắc chắn anh bấm nút rồi đó. Dạ. Dạ cảm ơn anh. Lương anh thì chắc chắn là em giữ, anh cũng không muốn giữ tiền nữa. Do anh có nhiều cái tật lắm, nhiều khi anh có cái tật nhậu vô anh xài sang lắm. Dạ. Cứ nhậu vô bo lắm. Vậy là thói quen là hay bo đúng không anh? Anh đi đâu biết mà bo không? Đi đâu? Thường nếu mà nhậu ở quán anh có thói quen, nếu mà say vô anh thường bo lắm, mà anh biết cái đó là thói quen xấu hay là thói quen tốt nữa. Xấu nha anh. Không, bo là tốt đó, không xấu đâu. Bo là mình tặng cho người ta một món quà đó. Dạ. Thật ra bo xấu là đi đâu nó xấu thôi. Dạ, dạ bo mà ở cái chỗ mà mấy không cần thiết đi á anh ạ. Dạ bình thường anh nhậu nhiều không ạ? Anh cũng thỉnh thoảng thôi chứ không tới nổi là nhiều lắm. Nhưng mà thường anh sẽ nhậu trong cái mức chừng mực lắm, chứ không phải tới nhậu tới mức mà hết biết đường đi, nhậu mà tới hết biết bản thân mình là ai, thì anh không có tới mức độ đó. Dạ. Tại vì
cái tính chất công việc của em cũng có đôi lúc hay đi tiếp khách đó. Không biết anh có ngại về cái vấn đề đó không ạ? À không, anh thì không ngại gì về cái vấn đề đó. Dạ, chứ em sợ anh nhậu, em nhậu nữa rồi không biết sao. Bây giờ nó thí dụ giờ lấy nhau, cô ấy muốn đưa gì con về ở chung mình được không, nói cho cô biết luôn đi. À cái vấn đề đó thì đối với em thì được. Em thì quan điểm của em không, mình... em nói với cổ đó, đừng nói nói thí dụ giờ tụi mình lấy nhau nè, em có thể đưa con về được hay không thì nói đi cho cổ biết. Nếu mà quan điểm của anh thì nếu mà lập gia đình thì em có về Hậu Giang ở được không? Dạ anh đâu em ở đó. Vậy hài lòng rồi, cảm ơn. Dạ còn con em thì anh có ngại đưa về không? À không em không đưa hả? À, tức là không có ngại, cứ về ở chung với anh mình nữa. Nói rõ không ngại chứ không phải là không em mà không xíu đưa. Nữa là em nghĩ lộn rồi. Đúng hả? Không, không, anh không có ngại mấy vấn đề đó, cứ về ở chung với anh bình thường. Dạ. Ừ. Dạ, dạ, mẹ anh có khó tính không anh? Nói chung là chắc anh thì ở nhà thì anh ưa fan với mẹ anh lắm. Tức là anh bên fan của mẹ anh, tức là anh thương mẹ anh lắm. Thì anh nghĩ đối với anh thì mẹ anh không khó tính. Vậy là anh chịu là mẹ chịu? Anh nghĩ là vậy, anh chịu, chắc chắn mẹ anh chịu. Ủa sao mắc cười quá vậy? Ông ở đây ông sửa xe xong lấy vợ gì, vợ gì với Hậu Giang làm dâu. Rồi mình ở đây sửa xe hả? Không, em về Hậu Giang mở tiệm làm anh. Tức là em hiện tại em đang là kỹ thuật viên của Honda. Nhưng mà khi mà em lập gia đình chắc em nghĩ là em về em mở tiệm em làm chứ em không làm nữa. À tức là em muốn về Hậu Giang. Vâng. Hậu Giang ở huyện nào? Em ở ngay cổng chào Hậu Giang, tức là cửa ngõ của Hậu Giang. Cái tắc á hả? Cái tắc, em nghe ngã ba cái tắc. Là ngay quốc lộ luôn. Dạ. Rồi hợp lý luôn. Chỗ đó phát triển dữ lắm em. Dạ. Thật ra đó, chỗ đó là chỗ phát triển nó sát bên thành phố Cần Thơ luôn. Dạ. Nếu mà mặt tiền ở đó đúng không? Nhà em thì ở vô hẻm tí xíu. Nhưng mà vô hẻm sao mở được? Mướn mặt bằng anh. Mướn mặt bằng. Vậy là kết quả là anh sẽ về Hậu Giang đó. Dạ. Mà Hậu Giang thì nó là thành phố sát với thành phố Cần Thơ rồi. Dạ. Thành phố Vị Thanh cũng dạ, phát triển lắm. Em thì ở gần trung tâm của Cần Thơ. Tức là từ em vô trong trung tâm của Hậu Giang nó xa lắm. Ừ. Đi thành Cần Thơ thì gần hơn Cần đúng Thơ không? Thì nó gần hơn nhiều lắm. Ừ. Được em. Bạn này có cái hay là bạn tính trước, tính cái tương lai của bạn sẵn sàng hết cho cái việc là lập gia đình. Dạ. Nên là đó là một cái tương lai nó cơ bản, nó cũng chắc chắn cho bạn và cho cái người bạn đời tương lai của bạn. Nhưng mà về dưới á là em còn người ai trong gia đình? À em còn ba má với người chị hai ở dưới quê. Chị hai có gia đình chưa? À, chị hai cũng chưa gia đình. Chưa gia đình đúng không? Dạ. Vậy là chị hai sẽ đi lấy chồng. Mà chị hai lấy chồng thì nhà nó thuộc về ai ta? Tôi tính giùm nhà gái thôi đúng không? Cái gì nó cũng cụ thể vậy. Nói chung là tương lai cũng sáng lạng đấy em. Mà quan trọng là hỏi chừng nào chị hai lấy chồng. À chị hai em dự định là trong năm nay lấy chồng, có thể là cuối năm. Ngon lành. Có ai chưa? À chị hai em có bạn trai rồi, và hai bên nhà cũng đã qua nói chuyện rồi, giáp mặt nói chuyện rồi. Chúc mừng luôn. Vậy là về luôn ăn đám cưới chị hai, tới đám cưới mình luôn. Dạ, gần quá anh. Gần. Rồi bây giờ nè, em tiến tới đi ha. Nắm tay bạn gái tiến lên. Nắm hai tay bạn gái. Mình đối diện với bạn gái nè, hai bạn nhìn nhau nè. Nắm này em hơi khớp. Gì đâu hết. Nhìn coi. Được không, nói sao? Em thì cảm nhận em lúc từ ban đầu thì thấy được. Em thì ok đó, chắc chắn em sẽ bấm nút rồi đó. Em thấy nắm tay bạn có cảm xúc rung động gì không? Không biết bạn rung không chứ em rung á. Em nói em, đừng nói bạn. Cái cảm xúc của em á, em có rung động hay không? Rung, em rung, hiện tại em còn đang rung. Không, rung động chứ không phải là rung rẩy. Có cảm giác rung động. Rung rẩy là rung động rồi đó. Bây giờ hỏi bạn gái là bạn gái có rung động không? Còn cảm giác của em thì sao? Dạ, hiện tại thì cảm giác của em hơi hồi hộp chút xíu ạ. Em nói đi, nói cảm xúc của anh mong muốn em thế nào đó. Bài tặng quá. Hát thì có thể hát thì em thua rồi. Chung là em cũng gối quá em à. Anh cũng chưa biết nói gì hơn nữa. Nói sao để cho người ta bấm nút á. Nói đi. Nếu mà nghĩ tới tương lai thì muốn sang trang sử mới thì bấm nút. Mong em vậy. Dạ dạ. Dạ. Nói như vậy là tôi thấy mệt rồi đó nha. Để cầm tay đi. Nắm tay rồi. Nói. Cùng nhau làm một trang sử mới cho cuộc sống tư dục. Bây giờ phải thoải mái lên trường ha. Anh này không tài gì. Dạ. Bây giờ nói là bây giờ theo em thì khoảng bao lâu em cho anh bước tới
Nếu mà sau chương trình này em chấp nhận thì khoảng bao lâu nữa mình có thể đến được? Dạ không biết luôn. Không biết luôn. Để cảm xúc nó dẫn dắt bao lâu thì dạ. Để cảm xúc nó dẫn dắt. Dạ cứ để tìm hiểu rồi cái chuyện đó nói chuyện sao ạ. Rồi bây giờ em nói cho bạn ấy tin rằng là em chân thành và em có thể là bờ vai vững chãi với cô ấy cho hai mẹ em con. Em đến với anh đó, anh sẽ hứa làm cái gì đó cho em và cho con, thí dụ vậy đó. Em suy nghĩ sao em nói vậy, nói thật lòng mình nha Trường nha. Nha. Anh thì cũng muốn thay đổi tương lai của mình. Còn chuyện nếu em đồng ý thì tiến tới hai đứa mình cùng nhau xây dựng. Dạ. Rồi, được rồi. Hồi hộp quá. Hồi hộp quá, cái chữ nó chạy đâu mất tiêu hết rồi. Để tay nút bấm đi Trường. Đây đây. Để tay nút bấm đi Nguyên. Trường Nguyên. Và quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3. Hết thời gian. Em gái không bấm. Thật ra tụi anh cũng biết kết quả như vậy rồi. Hình như em gái vẫn còn băn khoăn một cái điều gì đúng không em? Dạ đúng. Hãy rồi. Nói hết lòng mình đi. Dạ thì do cái hoàn cảnh của em á nên hiện tại cái đầu tiên là cái về cái cảm giác của em về cái anh bạn nam. Thì thực sự là cũng em không biết là do bị tổn thương nhiều quá nên em chưa có mở lòng được hay là như thế nào. Nhưng mà có thể như vậy. Có thể Trường biết không, em chưa thể hiện một cái bờ vai vững chắc để có thể bảo vệ cô ấy và con cô ấy. Và cô ấy bị tổn thương quá nhiều rồi. Nói bây giờ Nguyên cũng đang xúc động đó. Chính là những người phụ nữ đã từng bị tổn thương đó, họ rất là lo lắng cho gia đình của họ. Không biết là người đàn ông kế tiếp có đủ để làm họ bớt tổn thương hay hết tổn thương hay không. Và anh nghĩ rằng anh biết rằng em có rung động với cô ấy thật sự đó. Nhưng mà không sao, bây giờ chúng ta vẫn còn thời gian để chinh phục cô ấy. Có thể trên đây mình không bấm, nhưng mà mình cứ trồng cây si ở nhà cô ấy đi, quận 9 đó nha. Dạ. Biết đâu được em sẽ giúp cho cô ấy vá lành những cái tổn thương. Vâng, cảm ơn chương trình. Em rất là xúc động đúng không Nguyên? Dạ. Em đang nghĩ gì trong đầu của mình? Dạ hiện tại bây giờ em chỉ suy nghĩ là tới lúc em đến với chương trình á, là cũng em cũng suy nghĩ là đến lúc mà em phải cho con em một cái gia đình hạnh phúc. Tại vì từ lúc con em sinh ra tới giờ nó chưa có biết mặt ba nó. Ba nó hầu như là không có trách nhiệm với con. Nên trong suốt khoảng thời gian vừa qua thì em chỉ có lo làm thôi. Nên về mặt tình cảm thì em cũng mong anh thông cảm cho em, là tại vì cái người đổ vỡ cái tình cảm nó khác với lại những người mà chưa lập gia đình. Mai mình lên mình thăm con của Nguyên nha, Trường nha. À. Chúng ta có thể là bạn với nhau, để có thể chia sẻ một chút khó khăn trong cuộc sống. Rồi cái gì anh nghĩ nó tới nó sẽ tới thôi. Cố lên nha. À. Cuộc sống không có bằng phẳng đâu. Mình muốn bằng phẳng thì mình phải ủi đường thôi. Nha.